Xin chào các bạn. Chào đi con. Xin chào các bạn. Bây giờ bạn Gấu sẽ đi bẻ chùm giuộc. Đi đi con. Đi. Nhá. Đây nè. Đi đâu vậy trời? Bên trái. Bẻ. Trời ơi, nhiều quá à, ngon quá à. Hết không Ngấu? Hứng đi. Đứng xích lại. Chùm giuộc thì bây giờ sẽ có một chén mắm đường rất là hấp dẫn. Trời ơi, cái dầm ớt quá là hai chị đại này không biết ăn ớt, để cho nó có đẹp vậy thôi. Rồi đây, tiếp tục quất. Ngồi xuống đi con. Chú Bình ăn trước rồi. Chấm, chấm mắm đường. Chấm cho nó ngọt ngọt lại.
Chấm nữa ơi, chấm gì vô cho nó ngon. Chùm ăn với mắm đường. Thôi mắm đường nó còn chua. Em cắn nhiều quá hả? Ngon vậy con. Ngon không? Ngon không? Ăn một miếng cay. Ngon lắm không à? Không có chua đâu. Lửa cái trái bự nè. Ủa anh hai không ăn cái con này? Anh hai không biết ăn chua. Anh hai chỉ bẻ thôi, hai đứa ăn đi. Chấm nhiều nhiều mới ngon. Hỏi chung. Rồi gác rồi đi. Ngon không? Quay ra rồi ơi, đúng không? Ăn chứ ớt này, chứ này không? Mắm đường này là đường thùng nốt nốt. Lúc ba mẹ ăn